Giờ mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn làm nhé. Nghỉ lâu quá giờ mới lên sóng ạ. Các bạn nào yêu thích những video hướng dẫn của mình thì hãy like cho mình, like hoặc subscribe để giúp mình có thêm động lực hướng dẫn các mẫu tiếp theo. Giờ mình sẽ dạy các bạn làm phần áo choàng của chú gấu hoàng tử nhé. Phần áo choàng. Đây, giờ các bạn sò vào vị trí dây đúng vị trí này cho mình nhé. Rồi vị trí ngay hạt kế hạt hồng nhé các bạn, kế ngay hạt hồng nhé. Các bạn lấy cho mình hai hột xanh, hai hột hồng và một hột xanh, hai hột xanh này, hai hột hồng này. Chéo luôn. Được một vòng 6 hạt như thế này. Được chưa? Rồi, tiếp tục xỏ qua hai hột này. Các bạn nhìn theo mình nhá. Thực hiện đúng theo mình nhá. Cái áo choàng hơi phức tạp một tí thôi nhưng mà cũng dễ, không đến nỗi quá khó. Đó, xuyên qua hai hạt như thế vậy. Giờ các bạn đi hết vòng 6. Mình sẽ lấy nguyên hột xanh nhá. Các bạn lấy cho mình 3 hột màu xanh. Bắt chéo chúng ta được một vòng 6. Qua hai chân tiếp theo mình zoom lại gần cho các bạn nhìn nhé. Qua hai chân tiếp theo này, rồi giờ các bạn cũng lấy cho mình 3 hộp bắt chéo tạo thành vòng 6. Tiếp tục lại qua hai chân tiếp theo. Các bạn cũng lại lấy bao chân. Rồi các bạn lấy 3 hộp tiếp tạo thành một vòng 6. Qua hai chân này luôn.
Rồi. Qua một chân này nữa nha. Lấy một xanh hai hồng. Và một xanh nữa. Là 4 hạt nhá. Chéo tạo thành vòng 6. Giống như phần đối xứng bên này. Rồi giờ xóa lên một hạt bên này. Giờ là bắt đầu phải làm chậm đi nhá. Đây. Xóa hạt đây. Các bạn xóa lên chưa? Rồi giờ các bạn sẽ lấy cho mình một xanh hai hồng nhá. Làm đúng như theo của mình ấy thì các bạn sẽ dễ hơn, đừng làm ngược theo của mình nhá. Đó, vòng 5. Rồi, giờ lại xóa lên hộp đây. Các bạn lại cũng lấy cho mình một hột xanh và hai hột hồng. Rồi, giờ lại xóa lên hạt trên này. Dùng kim thì làm nó dễ hơn. Xóa lên hạt đấy. Cũng lấy một xanh và hai hồng nhé. Đang làm cái phần viền áo đi ạ. Xóa lên hạt ở trên vai. Được chưa? Các bạn cũng lại lấy một xanh và hai hồng. Tổng cộng là 3 hộp. Vòng 5. Rồi, vòng qua cái vòng hạt ở trên chỗ tay. Qua hột ở tay thì các bạn cũng lại lấy một xanh hai hồng. Cũng lại thành một vòng 5. Đến chỗ này thì nó hơi khó một chút nhá. Chỗ này sẽ hơi khó một chút này. Các bạn sẽ chú ý theo dõi cho mình nhá. Rồi các bạn sẽ lấy, nó lại xuyên qua cái này. Rồi các bạn sẽ xỏ lên hột xanh. Chỗ này hơi khó một tí nhá, hơi phức tạp. Mình sẽ làm thật là chậm, thật là chậm để cho các bạn theo dõi nhá. Mình sẽ xỏ lên hạt xanh này. Được chưa nào? Rồi các bạn lấy cho mình 3 hột màu hồng.
ba một màu hồng được chưa? Rồi các bạn lấy một màu xanh nữa, còn cộng là có bốn hạt này. Chưa mày đúng không? Chia này 1, 2, các bạn móc vào cái dây này lên, móc vào một cái đoạn dây đó, thấy chưa, móc vào cái dây đấy đó. Được chưa nào? Rồi lại móc lên một cái ngược lên cái hạt này. Đây là mình đang làm tắt, làm cho nó nhanh 7 hạt đúng không? Giờ lại lấy tiếp tục cho mình 2 hộp nhé, 2 hộp hồng và 1 hộp xanh. Rồi cũng lại phải móc lên như thế này. Đó, các bạn à, móc lên vào cái dây. Rồi, tiếp tục. Rồi, ngược lên. Thì tiếp tục lấy 2 hồng 1 xanh. Mặt cũng chưa nào? Cái này nó hơi bị áp vỗ một tí. Rồi nha, cũng lại móc cho mình nha. Giờ lấy 3 hộp hồng 1 hộp xanh, 3 hồng 1 xanh, 3 hồng 1 xanh. Các bạn xóa vào vị trí này, lấy 3 hồng 1 xanh nhé. Đó. Giờ vị trí này. Rồi. Giờ thì lại dễ rồi. Giờ thì lại dễ nhá. Giờ thì lại 1 xanh và 2 hồng. Lại làm tương tự. Giờ thì quá tuyệt rồi. Chúng có qua bước khó khăn đấy thì là giờ nó sẽ dễ. Mm-hmm.